chào các bạn đi. Rồi, hôm nay các con có cái gì đây? Một đồ ăn. Một đồ ăn, hay quá. Nào bỏ tay cho mẹ xem là bộ gì nhá. Một đồ ăn. Bộ nấu ăn, vỉ đồ chơi nhà bếp. Của hãng gì đây? Cái này cái đồ. Toys. À, lại của Hoàng Phu Toys. Nhựa PP nha. Xuất xứ Việt Nam, đồ chơi bằng tay không phù hợp cho trẻ em dưới 3 tuổi, tránh tiếp xúc với lửa. Sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh. Thôi. Wow. Yên 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 yên, đừng lấy ra, bóc hết đã, bóc hết đã. Wow. Nhiều quá. À. Rồi hai đứa đem kéo cắt đi nha. Cái hình gì nhá? Này. Nồi cơm à? À, đây là nồi cơm hả? Rồi tiếp tục có lô hình gì nữa con? Này. À, đây là cái gì đây? Chíp bò. Sao đây là đùi gà ngon quá. Nồi nấu. Đây là cái bếp nữa nè. Giờ cho gà lên nha. Giờ cho cả cơm lên nữa này. Cho cả cái này nữa. À, mẹ nghĩ hình như là nồi cơm á là cái này ha. Chỉ có hai cái à. Mẹ ơi, cái muỗng. Cái muỗng à. À. Cái này nữa ha. Mẹ ơi, mẹ ơi, cái muỗng. Tao rồi con. Đúng rồi, đó là cái bát đó. Đây là bê ra mang đồ ăn. Bê ra mang đồ ăn đâu? Ờ à, đúng rồi. Mẹ, cái khay đó, còn đây là hai cái đĩa để hai cái tách. Cái nắp đâu? Ờ à, đây rồi. Đúng rồi. Đây hai cái bát để hai đồ ăn vào đây. Rồi, hay rồi, quá. Rồi chơi nha. Yeah. À có cả cái dao nữa nè. Nào bây giờ trước tiên là phải nấu đó đúng không? Rồi. Bây giờ hai đứa nấu thử coi. Bấm nấu đây, bấm nấu đây. À, đổ nồi đó. Nào đây. Bấm ha. Nén đâu đâu. Thôi được rồi, bấm để chốc nữa nó sẽ chín nữa nhá. Rồi. Bây giờ cơm. À, cơm chín rồi đó, xuống cơm chín rồi đó, bắt cơm xuống. Rồi, cho cơm xuống đây. Bây giờ còn gà chín rồi, bây giờ còn cần cánh gà nữa sao nè. Cho cánh gà lên nốt đây. À, cho lên nốt nha. Lại vùng lại cho chín nào. Rồi, bây giờ cơm. Rồi, đậy vô. Rồi, được rồi. Đậy vô cho chín nha. Rồi bây giờ tụng xới cơm đi con. Trong lúc cánh gà chín với cả gà hầm thêm nè. Để cơ tụng xới cơm nào. À đúng rồi đó, cái muỗng to nhất á, bự nhất á. Đúng rồi, xới cơm cho vào bát đi. Rồi bây giờ mỗi đứa một đôi đũa nha. Rồi. Na có ăn thìa không con? Có. À Na ăn thêm thìa nhá. Thịt hả? Đợi tí nha. Đây, thịt chín rồi này, bắt luôn thịt xuống thôi. Đúng rồi, tắt bếp đi. Cắt rồi. À, tắt bếp coi. Cắt rồi. Rồi. Bây giờ tún được cánh gà còn ra được đùi gà ha. Mình nước. Rồi. Sắp xếp lại nha. Ai, cái này là của Tũng nè. Bây giờ rót trà nữa chứ. Rót trà uống thôi. Trà. Nào rót thế nào? Trà rồi mà. À rót rồi ha. Rồi, giỏi lắm. Bây giờ hai anh em ăn thôi. Ăn. Ít ta đi ba. Ah.
ăn mắm ngon quá. Ngon quá, cắt thêm thịt vào con, ăn thêm thịt vào. Na ăn thêm cái đùi gà đi con. Đùi gà đâu Na cho vào. À, hay quá. À ơi, ngon quá. Hết rồi, tôi cũng hết rồi. Uống thôi. Nào, cụm ly nào, cụm ly nào. Cụm ly. Rồi, bye bye mọi người đi. Bye bye.